Z đã trở thành một kẻ ngã ngựa trên cuộc đua di động. Và điều này không có gì là phải bàn cãi. Và cũng không thiếu những video mà chúng ta bàn luận về sự thất bại của công ty điện tử này trong suốt thời gian qua. Từ sự sai lầm trong sự tiếp cận người dùng cho đến những chính sách quảng bá sản phẩm yếu kém, không đúng nơi, không đúng thời điểm, không có sự đầu tư đúng mức và những vấn đề nghiêm trọng trong việc kiểm định sản xuất đã đẩy LG từ một vị trí của top những nhà sản xuất di động lớn nhất xuống một kẻ chiếu dưới không đáng để mắt đến ở thời điểm hiện tại. Theo báo cáo mới nhất về tình hình kinh doanh của gã khổng lồ điện tử Hàn Quốc trong thời gian gần đây sẽ tiếp tục tô đậm sự thất bại về bộ phận di động của LG. Mặc cho những dự đoán về khoản tiền lãi kỷ lục trong quý 3 năm nay mà họ sẽ có được thì bộ phận di động của LG sẽ tiếp tục điệp khúc lỗ và lỗ với khoản tiền khoảng 400 triệu USD bị gạt sổ. Và đứng trước nguy cơ bị đào thải cũng như những áp lực nội bộ mà công ty này đang gặp phải thì ban lãnh đạo của LG Mobile cũng đưa ra những đối sách cực kỳ đầy tham vọng. Cụ thể thì trong một tiết lộ mới đây nhất cho thấy một số bước đi mà LG có thể làm được để hy vọng vực dậy mảng di động của họ trong thời gian tới. Vị giám đốc điều hành của LG Mobile là ông Hwang Jeong-hwan trong cuộc phỏng vấn bên lề của sự kiện ra mắt chiếc flagship V40 ThinQ tại Hàn Quốc cũng tuyên bố rằng LG sẽ là một trong những nhà sản xuất di động đầu tiên tung ra chiếc điện thoại 5G trong thời gian tới. Mốc thời gian mà công ty này dự kiến sẽ là vào đầu năm 2019 tới và đây sẽ là một nhân tố chính giúp cho LG kỳ vọng có thể gia tăng doanh số bán điện thoại của họ trong thời gian sau đó. Việc LG bon chen vào mảng thị trường mới như là 5G thực ra đã được dự báo từ trước đó bởi một gã thất thế khác tương tự họ là HTC cũng đã lên kế hoạch tham gia sớm vào môi trường này để có thể làm đòn bẩy thương hiệu và tăng độ nhận thức của người dùng về các nhà sản xuất này nhiều hơn. Việc đi tắt đón đầu cũng là lời hứa giúp HTC cải thiện được tình hình kinh doanh thảm họa của họ trong thời gian qua và giờ thì LG cũng đang chuẩn bị đi theo con đường đó. Thực tế thì LG có khả năng biến lời hứa của họ thành hiện thực bởi cách đây một tháng thì LG đã thiết lập được mối quan hệ chiến lược với nhà mạng Sprint của Mỹ, vốn được coi là một trong những nhà mạng đầu tiên phổ cập 5G trong thời gian tới. Dù ở thời điểm này, các thông tin xoay quanh về chiếc điện thoại 5G đầu tiên của LG hợp tác với Sprint vẫn còn rất hạn chế, nhưng mà theo giới chuyên gia thì nhiều khả năng mẫu điện thoại đó là một biến thể một trong những flagship mới mà công ty này sẽ cho ra mắt vào đầu năm sau như là LG G8 hoặc là V45 ThinQ chẳng hạn. Dĩ nhiên thì đường dài mới biết sức ngựa hay và kể cả có trở thành kẻ đi trước hay không thì xét cho cùng LG vẫn cần phải đẩy mạnh quảng cáo cho điện thoại của họ hơn nữa thay vì tự tin quá mức vào việc đi trước các đối thủ của mình, bởi xét cho cùng thì không sớm thì muộn công ty này cũng sẽ lại bị bắt kịp và lúc đó quảng cáo hiệu quả mới chính là điều kiện hàng đầu làm nên sự thành công của thương hiệu Android điển hình. Và vừa rồi là những chia sẻ của Tết Mắt về những chiến lược sắp tới của LG cho chiếc điện thoại 5G của họ. Còn các bạn khán giả của Tết Mắt thì sao? Các bạn có nghĩ là LG sẽ phục thù bằng chiếc điện thoại 5G được hay không? Thì chúng ta hãy cùng bình luận bên dưới video này nhé. Còn bây giờ thì Huyền Vân xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video khác của Tết Mắt.